cho mình đời sau hưởng được lạc. Đó là phổ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sukha kama ni phu ta ni yo đăng đê na na him sa ti atta no su kha me no bách cha so la bà tê su khăn. Những phúc cũng cầu. Tại sao đau trưởng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác tri. Những người như vậy mong chi gặp lành. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong, xin gửi nhắc lại cho cô. Dạ, xa thú kính cảm ơn đồng đàn. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính lễ thường tọa minh hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong gương. Bài câu pháp cú số 132. Sukha kama uta ni yo dan de na na him sa te atta no sukha me sa no pet cha la pa te sukha sukha kama uta ni yo dan na na him sa te atta no sukha me sa no bết cha sô la pa tê su khăn su khá ca ma ni pu ta ni yô đàn đề na na hi sa a ta no ta no bết cha pa tê su khăn. An lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Ai ai sao trụi tìm lại các tri người như vậy mong chi bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe pháp đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sích Thái Minh. Dạ em mới vào. Em cảm ơn chị Hoan Nguyệt, chị Rạng Đông, nói chung là mệt quá và chưa kịp thở. Cảm ơn chị Như Quỳnh. Xa thứ chị nghe pháp quay chúc em tặng qua sao ha. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mơ, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ chư Phật, kính đảnh lễ Đức Pháp, kính đảnh lễ Đức Tăng. Xin kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 132. Sukha kama ni puta ni yo dande na na him sati attano sukha me sano bhaja so la pate sukhang sukha kama ni puta ni yo dande na na him sati attano sukha sano bhaja so la pate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trường hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được lạc. Mong dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sukha kama ni puta ni yo dande na na hin sa ti atanu sukha me sa nu bhaja so la pa te sukha
Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trưởng hại nha làm gì? Tìm an mà lại ác chi, những người như vậy mong chi gặp lành. Hòa thượng, dạ, kính mời Vinh chữ nha, mời Vinh nha. À, xa thù làm thầy sĩ thầy mình. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá, kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Hành đầu quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, con xin được kể kinh pháp cú số 132. Kính cảm ơn xin nhiệt thành. Sukha mani putani yo dan de na na him sati attano sukhame sano pekaso rap sukha kamani putan de na na him sati attano sukhame sano pekaso rap te khang sukha kamani putani yo dan de na na him sati attano sukhamo pekya so lapate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc không dùng trưởng hại người và mình, đời sau hưởng được. Bản dịch của ngài Minh Châu. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trưởng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác chi, những người như vậy mong chi gặp lại. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giấy Đức Giả Nam Mô Phật Thà Giá. Dạ con xin được xuống bếp giả kính mời cô và tu nữ Tuệ Duyên, bếp cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ sa thú lần này, dạ kính cảm ơn Quỳnh Phật Thành Á. Dạ, một sự khai công thành kinh lễ Đức Phật giáo phong kinh hành đệ thường tọa minh hạnh công đức kính lễ quý bà cô tu, kính lễ cô tu nữ Tham Ma Ca Ri và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ kỳ nhân xin kể câu pháp cú số 132. Dạ cảm ơn Quỳnh Phật Thành Á. Sukha kamani bhutani yodam de na na hình sa ti attano sukha me sa no net cha so la pate sukha sukha kamani bhutani yodam de na na hình sa ti attano sukha sa no bệt cha số la phát tề số khăn. Chúng sanh an lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau. Khổ thơ này của Hòa Thượng Minh Châu. Ai ai hạnh cũng cầu, tại sao đau trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác chi, những người như vậy chi gặp lành. Nhập khẩu thân này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mất.
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bích Tha giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm vừa quan năm giao đạo tràng. Dạ, cảm ơn Xích Rạng Đông, Xích Ba Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con không biết sư vào đạo tràng, sư có thời gian không bạch sư? Sư có cầm mít được cho con tín hiệu để sư lên cùng với chúng con ôn bài pháp cú kinh số 132 tỏ thanh tâm anh của con không thể cầm mít được không bạch sư? Dạ, kính chào huynh Gọt Cát Nguyên Hòa vừa vào đạo tràng. Dạ, con kính nhân Bích Đinh sư. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, một thầy cảm ơn cô. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô, kính chào tất cả Phật tử. Bây giờ sư xin đọc bài 132 trong kinh Pháp Cú. Sú khá ca ma ni phu ta ni sú khá ca vô đằng đề na a na hiền sa tí vô đằng đề na sa hiền sa tí ắt ta nô sú khá mê sa nô bệch ya so la bát tê sú khá sú khá ca ma ni hu ta ni vô đằng đề na na hiền sa tê na hiền sa tí ta mê sa nô pek cha so la pe a la pa te su su khang a ka me ni pu ta ni yo rang de na na hin sa ti a ta no su kha me sa no pek cha so la pa không dùng trượng người để tìm lạc cho mình đời sống được lạc. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Ai ai hành tại sao đau trượng lại ác thi, những người như vậy mong chi gặp lành. Hòa thượng Giới Đức Đà Ma Ni Phù Ta Vô Đằng Đề Na Hiền Sa Tí Ta Nô Su Khá Mê Sa Nô Bác Cha Sô La Pa Tê Su Khăn. Rồi, sẽ đọc xong, kính mời vị kế tiếp nha. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm. Dạ, sư vừa vào đã con nếu y rồi sư nên mà ông bà cho chúng con rất là tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, cảm ơn huynh Quách Tha rằng trong của tu nữ biết được tín hiệu. Một lần nữa kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ông bài pháp của kinh số 132. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh á. Su kha ka ma ni phụ ta ni yo đàn đề na na hiềm sa ti át ta nô su kha mê sa nô pat cha so la pat tê su khăn. Su kha ka ma ni phụ ta ni yo đàn đề na na hiềm sa ti át su kha mê sa nô pat cha so la pat tê su khăn. Chúng sanh cầu an lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho đời sau hưởng được lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Sù kha ka ma ni phu ta ni yo đan đề na na hiểm sa ti a ta no su kha me sa no bet cha su la pha te su khang.
Sukha kama ni phu ta ni yo dan de na na him sa ti atta no su kha me sa no bet ca su la và tệ su khăn. Ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trường hại nhau làm gì, tìm an mà lại ác tri những vị mong chi gặp lành. Đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhược Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ đại đức Huy Niệm vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ cô Tự Duyên có chút con chút máy không cô? Cho Nhược Bình xin một tín hiệu ạ. Dạ tri ân cô. Dạ Nhược Bình thành kính. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Thanh Tâm, tu nữ Tự Duyên Minh Quách Thanh Á, cô ấy Minh, cô nghe pháp Xích Trần Đạo, Thích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì Nhật Bình kính mời cô tu nữ Tệ Duyên thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức. Hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ học câu pháp cú kinh số 133. Dạ đại đức Huy Niệm sẽ giảng từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh này. Dạ Nhật Bình kính mời cô ạ. Dạ sa thú Xích Nhật Bình. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thăng Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Phật Chư Tăng. Và giờ này là nhờ cung thỉnh Pháp Sư kính mời đạo tràng cùng Tự Duyên đáng tán thanh tịnh để kính Pháp Sư. Ê quân pháp ba thị ma và cao quan tăng và cha tha tùng nghi pha quê na tăng búa thô ca dun nghe na thi và sa tăng na già a pa mi ga da ya ta tu ta tu ban cha wa ya do nay ye mang bay si tham ma tu ta tu ba phu ti sam bu bất thô a nu na tham ma de a na na wa sa ni de se si sa năng tha sinh tha căn na ai yo ba de pa de sa nam sa ni tha pa ri sa ya anu kam bang di ta we chúng sanh càng xoen trong hương quang đúng giờ trời lố đặng hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp cõi bình an phàm thiên nặng nặng nhận lời những chẳng gì hơi quyết lòng bao dài đời nhắm vườn lọc giá ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như
Cùng vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. Hạ giáp toàn, một lòng chẳng môi không hồn, nhưng điều lợi ích ăn cầu năm. Cả tam giới thừa ấm phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chi, tôi mê cầu đặng trí tri vẹn toàn. Dạ Nam Mô. Bây giờ con mới vừa cung thỉnh pháp sư vừa xong, bây giờ con kính cung thỉnh đại đức Huy Niệm từ bi hoan hỷ Tam Pháp Tòa để thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Dạ con kính dâng mít đến. Thành kính đảnh lễ chư tôn chào quý vị trong đất. Hôm nay chúng ta học chuyện ngôn pháp cú số 133. Và trước khi vào phần từ vựng, chúng ta làm lễ tam bảo. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng. Có công năng ứng dụng đưa đến sự đỡ cho những ai có lòng tin thực hành theo. Con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Và như thường lệ, sư sẽ đọc cái ngôn pháp cú này ba lần từng đoạn. Ma vô chá phá rút sang canh trí Buddha Patiwadayutang Tahi Saram Phakatha Patidanda Phusayutang. Lần thứ nhì. Ma vô cha Pharu sang khen chí Buddha Patiwadayutang Dukha Hi Saram Phakatha Patidanda Phusayutang. Lần cuối cùng. Vô cha Phá rút sang khen chí Buddha Patiwadayutang Dukha hi Saram Phakatha Patidanda Phusayutang. Chúng ta có đoạn Ma vô cha Phá rút sang khen chí. Ma vô cha từ này gồm có ma cộng cho avocha. Avocha có nghĩa là đã nói. Đây là động từ. Ma vô chá có nghĩa là chớ có nói hoặc là không có nên nói. Phá rút sang. Đây là xuất phát từ danh tính từ phá rút sát, chia theo đối cách số ít. Phá rút sang có nghĩa là điều cọc cằn hoặc là điều thô lỗ. Khen chí. Khen chí có nghĩa là bất cứ ai.
ma vô cha pha đừng khành trí, chớ nói điều thô lỗ đến bất cứ. Rồi tiếp đến mình qua phát thi qua đây dũng tầm. Vất ta là quá khứ phân tử đã được chia theo chủ cách số nhiều. Vất ta, vất ta nghĩa là những người đã bị nói, những người đã bị mình nói đó. Pati qua đây giúp, đây cũng là một động từ. Pati qua đây giúp nghĩa là có thể nói lại, có thể nói trả lại. Tăng, từ này là đại từ, xuất phát từ đại từ tum hát, chia theo đối cách suối ở đây. Tăng có nghĩa là bạn hay là anh, nó tương đương với chữ du, ngôi thứ hai ở tiếng Anh. Buddha Pati Padayuta, người mà bị bạn nói có thể nói trả lại, có thể nói trả lại bạn. Rồi kế đến mình có Dukkha Hi Saram Phakatha. Dukkha có nghĩa là khổ. Hay là những điều tai hại. Danh từ Saramphá nghĩa là sự giận dữ hay là sự phẫn nộ. Katha, Katha là lời nói, có nghĩa là lời nói. Kahit Saramphá Katha, tai hại thay những lời nói thô lỗ, tai hại thay, bất lợi thay những lời nói thô lỗ. Rồi đoạn cuối ở đây mình có Pati Đình Đã Phúc Xây Dũ Tăng. Pati đó nghĩa là sự thù, sự trả lại, sự đánh trả lại, sự trả thù. Đành đã danh từ này nghĩa là roi gậy hay là đao trượng hay là hình phạt. Động từ phúc xây dục, phúc xây dục nghĩa là làm tổn thương. Pati tên đá phúc xây dục tăng, sự trả đũa có thể xảy ra đến bạn. Như vậy thì ở đây ma vô chá phá rú sang khen trí vứt ta pati qua đây dục tăng Dukkha hi saram phakatha pati tình đã phúc xây. Chớ nói điều cọc cằn đến bất kỳ ai, người mà bị nói có thể nói trả lại, tai hại thay cho những lời nói thô lỗ và sự bổ có thể xảy ra đến cho bạn. Ở đây Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch theo kệ ngôn như sau.
chớ nói lời ác, nói ác bị nói lại. Khổ thay lời phẫn nộ, đau phản chạm người. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rồi như vậy chúng ta đã xong cái phần từ vựng. Cảm ơn của Thái Minh phần post bài. Bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ xem phần nguyên sự. Nhân sự của Cận Ngôn thì đề cập đến vị tỳ kheo có tên là Kodathana. Thì sự việc này xảy ra trong thời Đức Phật Ngài còn tại thế. Lúc bây giờ có một vị trưởng lão là tỳ kheo Kodathana. Từ lúc mà vị đó xuất gia trở về sau này á, thì vì ấy đi đâu cũng có một cái điều đó là có lúc nào cũng người khác người ta cũng thấy hình bóng của một người phụ nữ ở đằng sau lưng của tự. Nhưng mà chính bản thân của vị ấy thì không có nhận thức được cái điều này, không thấy được cái điều này, mà người khác tại chúng ai cũng cũng trông thấy đi đâu cũng vậy. Trong khi vị tỳ kheo Kodathana vào trong làng khất thực, người ta đặt bát cho ngài á, thì người ta mới đặt luôn một cái phần với cái ý là nói là để cho cái cô bạn đi kế bên ngài luôn. Ở cái chuyện này nó lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy và được đồn thổi ở trong họp chúng. Sở dĩ vị ấy bị cái sự việc đó là do bởi cái tiền nghiệp đã tạo trong quá khứ, tức là trong cái thời điểm giáo Phật á, lúc bây giờ có hai vị tỳ khưu sống với nhau rất là hòa hợp và nhau. Thế rồi trong mỗi kỳ làm lễ Uposatha thì chư tăng cứ một năm hoặc là 6 tháng hội họp với nhau để mà hành lễ tăng sự Bồ Tát. Một hôm á, hai vị trên đường đang tiến về nơi tăng chúng để mà làm lễ Bồ Tát, trên đường đi lúc bấy giờ có một vị thiên nhân ở cõi trời đau đớn, vì trông thấy bạn lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ thương mến nhau, lúc bấy giờ mới khởi tâm là không biết bây giờ mình có thể làm cho hai vị này không có còn cái sự hòa không. Từ khi có cái ý định nghĩ quấy như vậy thì vị thiên nhân mới bắt đầu tiến hành. Với tức là trên cái đoạn đường đi của hai vị thiên nhân, trong lúc một vị đi vào trong là đi vệ sinh, vị kia ở ngoài chờ. Đó, khi mà vừa mới đi thì vị thiên nhân đó mới hóa hiện thành một cái người phụ nữ để cho vị tỳ khưu đứng đợi khi thấy, với cái trạng thái là tóc thì bù xù và tay thì sửa lại cái y nộ của mình. Điều này đã làm cho vị tỳ khưu bạn bên nghiệp phát sinh cái sự nghi hoặc. Thế rồi sau đó do bởi chứng kiến được cái hình ảnh như vậy, vị tỳ khưu đã có lời trách móc vị tỳ khưu bạn của mình và cho rằng cái đạo hạnh của vị này đã bị hư hoại. Mặc dầu vị đại đức kia đã bày tỏ cái sự trong sạch của mình, không nhận là mình đã làm những cái việc sai, nhưng mà trước những gì mà đã chứng kiến thì vị tỳ kheo kia không biết.
Do bởi cái nguyên nhân đó thì sau này á, từ đó trở đi hai vị không có còn sống được hòa hợp. Và kể cả trọng hơn nữa, đó chính là hai vị không có làm lễ sám hối với nhau. Để trải qua lúc đó, vị thiên nhân mới cảm thấy coi như là như vậy, nên cơ thể rất là khó chịu. Và ý thức được việc đó, vị ấy đã hiện thân để minh bạch, để cho hai vị có cái sự hòa thuận lại với nhau như trước. Nhưng mà tuy cho dù có được rõ ràng, không có bị hiểu lầm như xưa nữa, nhưng mà hai vị không có còn được hòa thuận như ở cái thời điểm lúc ban đầu nữa. Bởi vì ít nhiều á, trong một cái sự việc dù đúng hay sai thì do bởi nó đã thành, cho nên mà phu ít khi nào mà chúng ta chịu buông bỏ hết tất cả những cái hiểm khích. Người khác đó thì người ta có thể là hiểu lầm, người ta sám hối cái tội lỗi, nhưng mà cái người mà bị hiểu lầm trong một khoảng thời gian dài, thưa quý vị, thì ít nhiều nội tâm mình cũng không có được hoan hỷ. Nên từ đó dù đã được giải tỏa nghi hoặc, nhưng mà hai vị không có còn hòa thuận như xưa do ban đầu. Do bởi cái ác nghiệp mà vị thiên nhân này đã phạm á, thì vị ấy đã sanh vào địa ngục trong một khoảng thời gian rất. Sau này ở vào trong cái thời kỳ của Đức Phật, vị thiên nhân đó phải tái sanh làm chúng sanh ở cõi người và được xuất gia trong giáo pháp có tên là Thì Khu Kondathana. Đó, vị này sau này đi đâu cũng vậy, tự nhiên luôn luôn làm cho người khác nhìn thấy có hình một cái cô gái lúc nào cũng kè kè đi theo sát bên như vậy. Điều này đã làm cho người ta đã dị nghị, hiểu lầm, thậm chí nó nghiêm trọng đến mức là các vị thiền khu không có đồng ý cái sự việc có một đồng phạm hạnh như vậy. Bèn đến nói với ông cấp cô độc là hãy làm cái công việc trục xuất ra khỏi tăng chúng, bởi vì nếu như mà đuổi ra khỏi chùa không cho ở với tăng chúng nữa, chứ không phải là trục xuất theo cái ý nghĩa là không có còn tỳ khu, không phải như vậy, chỉ đuổi là không có thôi. Bởi vì cái công việc trục xuất nó không có thuộc cái phạm vi của người cư sĩ, không có được làm những cái chuyện đó. Dù về ở chùa cái phạm vi của mình không có cho chùa thôi, với cái lý do là các vị tổ đọc là để cho vị ấy sống gần chư tăng như vậy tiếp diễn ảnh hưởng đến tăng chúng. Nhưng mà ông cấp cô độc là một vị thánh đệ tử, cho nên cái sự suy xét biết những điều gì nên làm và những gì không nên làm. Vị ấy không có làm theo lời các vị tỳ khu, với tâm nghĩ tưởng rằng nếu như có bậc đạo sư đây thì tìm kiếm bậc đạo sư sẽ giải quyết vấn đề. Các vị tỳ khu thấy mét với lại ông cấp cô độc cũng được rồi, bây giờ chuyển qua bà Visakha, thì chính nữ Visakha cũng có cái lối ứng xử y chang như ông cấp cô độc. Thế rồi việc mới được báo đến đức vua, và đức vua đã đi theo để mà với ý là sẽ bắt tại trận cái hành vi sai trái của tỳ khu Kondathana. Lúc đứng từ xa nhìn thấy cái hình bóng của người phụ nữ, nhưng mà nếu mà khi đức vua tiến lại gần thì lúc đó không có thấy nữa. Rồi sao vị ấy mới đích thân tách tất cả những cái ngóc ngách ở trong liêu cốc ở dưới gầm giường, rồi không có phát hiện ra gì, thì mới ấy để đức là cái người nữ hồi nãy đứng gần đi đâu rồi, thì vị tỳ kheo Kondathana mới trả lời rằng là thật sự
không có, tôi không có biết về, nhưng mà tôi cũng nghe trong hội chúng đồn đại nhiều về sự việc này, nhưng mà quả thật tôi không thấy chuyện này, tôi không chứng kiến, tôi không biết gì hết. Chú vừa mới lấy làm lạ, à rồi mới đưa đến sự việc đến để cho bậc đạo sư ngài giải quyết. Các vị tỳ khu không có đồng ý, thì trong lúc đó cũng có cái lời qua tiếng lại, nghĩ ra cũng có cái sự tây vị như vậy, thì cuối cùng đưa đến Đức Thế Tôn. Ngài mới giải thích cái sự việc mà sở dĩ vị tỳ khu nhóm bị liên quan đến cái tiền kiếp của vị ấy, cho nên do cái ác nghiệp trong quá khứ đã từng chia rẽ hai vị tỳ khu bạn trong thời của Đức Phật Kassapa, cho nên vị ấy có bị cái ác quả nó kỳ cục như vậy đó. Thế rồi Đức Thế Tôn ngài mới quả trách các vị mà không có biết rõ sự việc mà cứ làm loạn bằng cái lời như sau: này thì khu, do ác nghiệp mà thầy đã có, cái tướng trạng kỳ quá như, và bây giờ lại cố chấp như trước nữa hay sao? Cãi nhau với chư tăng nữa, hãy câm lặng như chiếc chuông miệng, làm như vậy sẽ chứng đạt được niết bàn. Tức là do bởi bị nghĩ oan đó, thưa quý vị, cho nên đại đức Côn Đá Tha Ná này đã trả theo với lời Đức Phật, ngài mới giải quyết vấn đề này, cho biết rằng do nghiệp quá khứ mà ông bị vậy á, bây giờ lại tiếp tục buông lời qua lại nữa làm gì. Thế rồi Đức Thế Tôn ngài đã thuyết lên kệ ngôn pháp cú sau cái lời ma vô chát pháp sanh kinh chí vutta pati wadi yutang đức kha hi sa ram phát cát tha pati phu se yutang. Chớ nói ác bị nó khổ thay lời phẫn nộ đau trượt phản chạm người. Đó là cái phần duyên sinh của bài học ngày hôm nay. Khi chấm dứt kệ ngôn pháp cú, nhiều vị tỳ khu đã được quả vị, nhất là Tu Đà Hường. Riêng về chữ Côn Đá Tha Ná, nhờ cái sự chỉ bảo vấn từ của Đức Bổn Sư được quả vị. Nguyên sự của bài học.
Ở đây thưa quý vị, việc tu tập của chúng ta, công việc đầu tiên cũng như là tiên khởi, đó chính là mình gìn giữ làm sao cho thân khẩu ý của mình không có tạo những cái ác hạnh, không có tạo những cái ác hạnh. Sau khi đã làm được như thế rồi á, thì cái cơ hội để chúng ta có thời gian để tu tập, rồi sau đó mới đến cái giai đoạn là xuất ly các dục, xuất ly sanh thủ. Cho nên chính vì thế mà những thứ mà chúng ta cần để ý với đời sống thường nhật, thật ra nó không có nhiều, chỉ là những cái hành vi của mình, những lời nói của mình, tuy nó rất là ít thôi, chỉ có ba cái khía cạnh đó thôi, nhưng mà chúng ta làm từ đời này qua đời khác, từ kiếp tới nay nó cũng chưa được đâu, chưa có đâu đâu hết. Thậm chí nhiều đó là nói đến những kiếp mà mình được gặp pháp, còn được gặp những người người ta chỉ do cái thư, còn những cái kiếp còn mà chúng ta không có được gặp. Lúc bây giờ chúng ta xin bùa, xin ngải, rồi chúng ta cầu khấn ông nọ nọ, không có vô cái việc tu tập thiết thực cả, mà cứ đi khẩn cầu những cái thang để mà làm cho ý cũng trong sạch đó, chuyện đó nó không xảy ra, chuyện xảy ra được. Nên chính thế mà đó là công việc đầu tiên phải quan tâm. Và hai ca rất là quan trọng, hay quan trọng, đó chính là thân nghiệp. Nếu như chúng ta không có biết thúc liễm á, thì chính những cái pháp này á, nó sẽ cho mình những cái kết quả ngay trong hiện tại cũng không có được yên ổn. Rồi nói đến cái sanh hữu của mình ở kiếp sau, nếu như mà mình làm nhiều cái chuyện xấu quá đó, lúc thân hoại mạng chung, cái cơ hội để mà chúng ta nghĩ tưởng cái việc ác đó, thưa quý vị, nó sẽ khởi lên rất là dễ. Mà mình tắt thở trong cái nghiệp tướng như vậy, dĩ nhiên mình không có được tốt, sẽ bị tái sanh vào đọa sanh. Như thế nó cũng là một cái đau khổ thứ hai, cái bất lợi thứ hai. Mà chưa hết đâu, cho dù cái năng lực của nghiệp nó đã được nguôi ngoai, nó đã được ngoai, nhưng mà đến cái thời kỳ mà lúc mà mình muốn tu, thưa quý vị, muốn tu cho đàng hoàng đó, thì lúc đó cũng sẽ bị trở ngại về hai mặt. Đã dư sót, nó sẽ đeo bám đến sát nút, bởi vì chúng ta nên nhớ rằng trong cái thời gian cho quả của nghiệp đó, nó có một, đó chính là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp tức là nghiệp nó có năng lực cho quả từ thứ hai trở đi, kiếp thứ hai trở đi, và nó cứ kéo dài suốt chừng nào mà đến lúc mà mình không có cái thân ngũ uẩn này thì thôi. Cho nên trong suốt cái vòng luân hồi á, hễ khi nào mà nó có điều kiện thì nó sẽ ập đến, nó có đủ nhân duyên thì nó sẽ ập đến bất kỳ lúc nào. Cho nên mình cứ suy nghĩ như thế này thì chúng ta sẽ thấy sợ hãi đối với những cái việc ác, cái sự tai hại của nó. Đa phần có rất nhiều những cái câu chuyện, kể cả
những vị thánh, những bậc thượng thủ thinh văn luôn, như ngài Mục Kiền Liên, đến kiếp chót đó, ngài vẫn phải bất thiện, mà trong quá khứ đã tạo chi phối. Chính vì thế mà cái việc viên tịch niết bàn của ngài nó cũng không có lúc cận tử, nó cũng không có đẹp đẽ gì. Trước khi ngài viên tịch, ngài cũng bị ta băm sát ra một đó. Thì những trường hợp khác, những vị a la hán, những kiếp chót đó, mà cũng không có được cái bữa ăn coi như là hoài ra viên tịch niết bàn ở trong cái giai đoạn của cuộc đời, được cái bữa ăn tương đối coi như là chứng là đối với của các bậc thánh vô lậu á, không có màng đến những cái chuyện đó, những cái tối hạnh tư của các ngài sầu u. Nhưng mà một điều mình phải chấp nhận, đó chính là dù không sầu u, nó vẫn có cái sự phân biệt rạch ròi giữa quả nghiệp bất thiện và quả nghiệp thiện. Chứ không phải vì sầu u mà mình cho rằng cái thứ nào nó cũng y chang nhau hết. À, không phải là như vậy. Cho nên mình phải hiểu pháp theo những khía cạnh chung riêng. Chứ nhiều khi mình nói cái gì nó cũng sắc hết đại thì hết rồi, nó đổ bị nhiều vậy nó cũng không nào. Ta nên là tứ là một cái đặc tính giống nhau trong trường hợp nào, nhưng mà cũng trong trường hợp nào chúng ta phải có cái sự phân biệt theo khái niệm, theo cái đời sống thông thường, theo cái tính chất thiện quả hay bất thiện quả. Hai cái nó khác nhau chứ nó đâu có giống nhau đâu, quý vị. Chẳng hạn như giờ sư nói đơn giản như thế này thôi, hay nói đi, là cái tờ 20.000 với tờ 500.000 cũng là sắc thôi, là sắc thôi. Tuy nó là sắc, bản chất nó là sắc, nhưng mà màu sắc của nó khác nhau chứ. Tờ 500.000 người ta xanh màu xanh rất là đẹp, còn tờ 20.000 màu tím tím tái mét mét, nó đâu có đẹp đâu. Chưa kể nói đến cái giá trị của nó. Cho nên mình nói gom vô hết chung một cái, mà mình nói hoài như vậy, mình cứ nói cố định như vậy, nó chết chỗ như vậy thì coi chừng cũng mắc kẹt ở trong đó. Chính vì thế mà cho dù cái tướng trạng của nó chỉ với cái hình thức là sanh diệt nhau thôi, nhưng mà bản chất của quả và quả bất thiện nó vẫn sự khác biệt của nó, chứ không phải là không, chứ không. Cho nên chính vì thế mà những cái loại nghiệp khi nó cho quả của nó đều níu được dài dẳng cho đến lúc mà viên tịch này thôi, đó là hậu báo nghiệp. Chính vì thế mà đối với thân khẩu của chúng ta mà không có được thúc liễm á, mình cứ lấy cả về sau này cho đến lúc mình viên tịch niết bàn, mà chúng ta còn cái thân này là nó còn đeo theo cho quả rồi. Hồi nãy sư nói vẫn còn thiếu một chút xíu ở ngày này, tức là khi mà chúng ta muốn tu tập ở một cái kiếp sống nào đó, thì mình muốn tu tập thì chính những cái ác nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta đã từng tạo đã nhiều lần tái lập đi nhiều lần, ít nhiều cũng sẽ cản trở cái con đường tu hành của chúng ta rất là nhiều. Cho nên hồi xưa sư đã từng gặp một cái câu hỏi, là lúc đó sư đang ở trong trường tu, đang nhập hạ năm
Hán Chuyên Minh. Xong rồi sau này á, có một người cư sĩ người ta cũng đã từng cái thời khóa ở ở bên đó trong cái mùa hạ năm ấy, người ta mới hỏi sư như thế này, người ta mới hỏi sư chứ con thấy cái thời gian mà mình trong trường thiền tu tập thì sao mình phải kham nhẫn, phải chiến đấu, phải bộc lộ với cái nội tâm của mình, nó rất là khó khăn, và điều đó nó tạo cho mình một cái cảm thọ rất là không thoải mái, rất là không có được thoải mái, không có dễ chịu. Nhưng mà tại sao khi mà con sống ở bên ngoài á, lúc mà mình không có tu hành á, lúc mình không chưa có biết đạo, mình không có tu hành á, con sống còn không có an trú vào giới nhiều, thích làm gì làm, thích nói gì nói, nhưng mà tại sao thấy nó rất là thoải mái, nó không có khó chịu y như là mình vô mình tu. Không biết quý vị hiểu hiểu cái câu hỏi đó không? Câu hỏi rất là hay đó, câu hỏi rất là hay. Ý người ta nói là sao, tại sao mình vô mình thúc liễm thân tâm, mình tu hành, mình ngồi thiền, sao mình vật lộn thấy nó mệt mỏi quá. Còn xong khi mình xả ra, mình sống phè ra, bắt đầu là vừa mới tan khỏi cái khóa tu ra, bắt đầu là chạy về nhà, ô bế chú nè, vỗ đích nè, rồi xong rồi hỏi thăm chồng con nè, rồi đi ăn lẩu rồi hết, cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Miệng lúc đó bán dốc bới hay muốn làm gì làm, mà khó chịu. Thì thưa quý giáo sư có trả, tại vì mình sống bất thiện á, những cái mà mình tạo á đúng thời điểm hiện tại á, kiến nó che, cho nên mình thấy á, nó hoàn toàn nó ngược lại chân lý. Những cái mình lại thấy nó là thường, đó là lúc mà mình đang sống chung, cho ở chúng ta cũng giống như là chúng ta đường lối của phiền não mà, cho nên tính sổ mình, nó sổ mình đâu, nó giống như nó ghi nè. Rồi một lúc nào đó muốn quay mặt với nó, có đi theo cái đường lối của nó nữa, thì nó sẽ tính sổ. Thì có dường như thôi, chứ thật ra nó không phải như vậy đâu, dường như nó có cho mình một cái cảm giác là sao nó không có bị khó chịu. Nó không bị, mình vô mình bắt đầu đi ngược lại, thấy nó khó chịu quá, nó khó chịu quá, thúc liễm thân tâm khó khăn quá, đã quay mặt, đã có ý muốn hãy thành mình thôi. Cho nên cái chuyện này á, là cái chuyện đương nhiên rồi, bởi vì trước khi mình càng đủ bao nhiêu thì khi mà mình chia tay với nhiều, được nhiều bấy nhiêu. Quý vị biết cái tổ chức mà phi pháp mà biết cơ mật của cái tổ chức đó, thì người đó sẽ càng khó có cơ hội sống sót để mà rời bỏ cái tổ chức. Ở trong chuyện như vậy, cho nên sư cũng có phim sư để ý thấy cái khía cạnh đó về pháp. Tức là thay vì mình làm ba cái thằng lính giữ cửa hay là gì, thì mình
không thích làm nữa rồi thôi cũng chả sao. Nhưng mà càng khi mà mình giữ những cái chức vụ quan trọng, cái tinh trùm là những cái người đầu não biết cái cơ mật đen tối, thì cái chia tay đồng nghĩa với là mình tử vong. Điều đó như thế nào thì đối với tu hành của mình, khi chúng ta càng làm bạn, càng sống buông thả gần với thân ác nghiệp và khẩu ác nghiệp nhiều á, thì lúc bây giờ nó chưa đâu, đến một lúc mà chúng ta tỉnh hồn mà có ý muốn rời bỏ, muốn đi sang một cái con đường khác, thì lúc bây giờ nó sẽ là một cái trở ngại rất lớn đối với mình. Cho nên mới nói rằng sao những vị hành giả ra cái đắc thì rất khó khăn nhưng mà đắc rất là dễ dàng. Đó thì cái chuyện mình khó hay dễ cái ảnh hưởng cái việc tu tập của họ khi mà họ muốn quay đầu. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy rằng những gì mà mình chưa có thấy được cái hậu quả là do chúng ta bị che lấp, bởi vì cái thuộc tính của nó sở hữu si mà nó che đậy cái thực tướng của pháp, mình sẽ không thể nào thấy được thiện và bất thiện một cái kết quả thật sự của cái hậu quả của nó, rồi cộng thêm cái anh tà kiến trong đó nữa. Trời ơi, không những là che đậy là không thấy được thực tướng rồi mà còn làm cho mình hiểu sai, lầm lạc, tưởng thiện là bất thiện, rồi ngược lại tưởng bất thiện là thiện đó. Cho nên có câu pháp cú á, cũng có nói đến cái trường hợp này, cũng nói đến trường hợp này. Vì thế mà đây là một cái trở ngại, đây là một mà mình không ý thức được. Lúc mà mình làm á, làm cho đã đời thì tạo cho nhiều nghiệp đến thân khẩu hành ác nhiều vô, sau này á chúng ta sẽ phải bị nó tính sổ, hồn lại hết là được yên thân đâu. Rồi thậm chí như thế này nữa nè, thậm chí này biết sao mà Đức Bồ Tát ngài tại sao một vị chánh đẳng chánh giác thời gian nó rất là lâu mà cái sự quyết tâm cũng như sự trả giá, cái sự trả giá nó phải rất hơn với những cái quả vị, biết tại sao? Bởi vì cái việc mài dũa thân khẩu ý đối với cái con người đó, nó đòi hỏi một cái thời gian nỗ lực rất là cao độ để đạt đến được một cái đỉnh điểm về thân không tì vết, khẩu không tì vết và ý không tì vết, thì trải qua cái thời gian như thế nào. Còn nhiều khi mình tu tập á, nếu mà hướng đến mục tiêu giải thoát đơn thuần không thôi, thì đôi lúc tâm của mình cũng giải thoát, nhưng mà nhiều khi nó vẫn còn bị dính phải những cái tiền khiên tật. Những cái tiền khiên tật thật ra đó chính là những cái sở hành bất thiện, những cái khuyết điểm về và khẩu hành của mình ở trong quá khứ mà mình tái lập đi nhiều lần đó, thưa quý vị. Đến lúc giải thoát rồi bị cái tật đó, mình vẫn còn bị một vài những cái tật đó. Cho nên có những vị A-la-hán đó, thưa quý vị, xuất ngôn có những cái lời lẽ nghe nó khó nghe đó, nhưng mà thật ra không phải là ác ý, nhưng mà vì ở trong quá khứ đã quen có cái lời như vậy rồi, đã quen coi như là gọi những người khác theo cái kiểu cái lối như vậy rồi, cho nên cái tì vết này nó còn dư sót tới tận lúc mà chứng được quả vị A-la-hán. Đó, cho nên đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải
phải tu tập, nó cũng ứng với cái giáo giới của chư Phật, tức là đâu ta không làm các việc ác, ngăn trước những cái chuyện đó, ngăn chặn thân làm tầm bậy tầm bạ, miệng nói tu tập các hạnh và thanh lọc nội tâm là giai đoạn thứ ba. Trong phần duyên sự này có đề cập đến một cái sự việc là thằng đó, dĩ nhiên là khẩu ác nghiệp nào nó cũng có cái ác quả của nó thôi. Đó là cái quy luật chung của nhân quả. Nói về chi tiết là có điểm này mình cần phải để ý hơn. Chẳng hạn như bây giờ bầy thú hay là những người đời thì chúng ta cũng tạo cái sự chia rẽ về ác nghiệp, chứ không phải là nó đỡ hơn đụng tới mấy người tu hành ở giới đất. Thưa quý vị, nhất là hội chúng tỳ khưu tăng, nhất là đụng đến hội chúng tỳ khưu tăng. Cho thế mà mấy người Phật tử của chúng ta, nhất là hay là cư sĩ nữ ở gần chư tăng, nó giống như dao hai lưỡi vậy đó. Nếu như mà nhiều công đức cũng xây được lâu đời, chứng bản thân mình cõi trời, không khéo á mình cũng coi như là đăng ký hộ khẩu ở dưới kia cũng nhiều lắm, mình có tí mấy cái hộ khẩu. Bởi vì đối tượng tăng chúng á, thưa quý vị, đó có cả phàm cũng có, rồi thánh cũng có, và cái quy luật của chư tăng mà để cho giáo pháp này tồn tại, nhất là cái sự một chuyện rất độc. Điều này được Đức Phật ngài không biết là ở trong luật tạng, tức là cái việc hòa hợp của ngài xem là việc quan trọng hơn. Kể cả những vị a la hán là bậc vô lậu luôn, không có bị phạm những cái ác nghiệp học giới, nhưng đến kỳ Bồ Tát vẫn phải có mặt, vẫn phải có mặt, và đây là cái trách nhiệm và cũng như cái bổn phận để tạo cái sự hòa hợp bền vững của chư tăng, mà chư tăng còn thì giáo pháp mới còn đó. Cho nên nó liên hệ đến cả một cái dây to lớn như vậy, mà đi chạm vô cái việc phá vỡ như thế thì dĩ nhiên cái quả của mình làm mình cũng hiểu rồi. Làm bộ cái đó là cũng như là mình ngu quá rồi. Chia rẽ hai bà bán cá ở ngoài chợ không thôi thì cùng lắm, mà hai bà cũng không có như là qua lại cho mượn tiền với nhau thôi. Nó cũng chả có vấn đề gì, nó cũng có nghiệp ác chứ không phải là không. Bởi vì mình cũng chạm vào cái an vui của người khác, không có được hòa hợp. Nhưng mà hãy mà chạm vô hội chúng mà trong cái thời kỳ mà Đức Phật, nhất là chư tăng tu hành đó, thì lúc bây giờ mình chạm vô cái tập thể đó mang cái pháp và cái sự hòa hợp, cho nên cái nó nặng đường. Nếu mà nói theo luật á, một cách cụ thể á, thì người cư sĩ á, không có phạm vào cái ác trọng nghiệp là chia rẽ tăng được, bởi vì cái cương vị của người cư sĩ chỉ không có làm thực hiện được cái chuyện đó. Nhưng mà điều đó, cái sự liên can của mình vẫn có chứ không phải là không. Bằng chứng là cái hình ảnh vị chư thiên mà vị ấy đã tạo một cái sự việc mà làm khiến cho hai vị này hiểu lầm nhau, rồi từ đó trở đi hai vị giận hờn. Và quý vị biết không, chư tăng khi đã có khúc mắc với nhau, nhất là về vấn đề coi như là tỳ vết, về vấn đề chi kiến, cãi nhau về pháp học, pháp hành, đôi khi nó không có nghiêm trọng chứ cũng khúc mắc với nhau về giới hạnh đó, thưa quý vị, thì cái nguy cơ mà dẫn đến các vị không còn hòa hợp với nhau,
không còn thực hiện lễ Uống Bồ Sát Thái với nhau rất là cao, rất là cao. Chạm vào cái đó là giống như là chạm vào cái điểm cuối cùng. Mà hễ chư tăng á, mà không có còn tiến hành lễ Bồ Tát, cuộc sống không có hòa hợp, cuối cùng nó bị tan rã. Tan rã thì dĩ nhiên dẫn theo giáo pháp không có còn ai thực hành, không có còn ai truyền nói pháp học, không có ai truyền nói pháp hành, và dẫn đến pháp thành cũng từ từ biến mất. Tại vì chúng ta đã bị liên can trong cái sự việc đó rồi, đúng không? Cho nên chính vì thế mà cái quả của nó rất là to lớn. Dù mình có biết cái gì đi đó đi nữa thì tốt nhất mình cũng nên coi là làm những việc có lợi ích à, chứ đừng có vì cái sự thương ghét của mình mà mình chia rẽ. Đây là cái điều rất là cấm kỵ, không minh nên. Rồi, đó là như vậy. Phải rồi, bởi vì cái pháp cú á, sư nghĩ rằng chúng ta cũng, sư nói ở trong phần từ đầu nó cũng không có còn. Khi mà có cái ác khẩu thì cái ngay trong hiện tại sẽ bị người khác, người ta nói lại. Rồi kết quả khổ đau tái sanh, việc tu tập của mình trong tương lai. Chấm dứt ở đây là gửi miết lại cho Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thầy, chúng